Giang hồ không bờ không bến, đẹp như cái phố miền. Thưa quý vị, chúng tôi hát thì rất dở nhưng mà vẫn thích cái bài này bởi vì nó mở đầu chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng, là giám đốc của AT&T and Travel and Tours. Chào anh Thắng. Chào anh Thái. Anh Thái hay hát bài Giang hồ không bờ không bến, đẹp như cái Bohemian. Yeah. Bohemian là chỗ nào anh? Tôi chịu thua, tôi hát là hát rồi. Bohemian ở đâu? Bohemian là Bohemia, là khu vực ở bên Cộng hòa Tiệp, nguyên cái khu vực đó. Bohemia. Tức là cái sắc dân Bohemian là nằm ở bên đó. Yeah. Dân chủ mục. Tôi cứ định nghĩ ngày xưa nó nằm ở bên đâu, bên Trung Đông chứ. Lộn hai cái địa chỉ. Thưa quý khán giả, trong cái chương trình tuần trước, sau khi thâu phần đầu của Iceland, tức là băng hỏa đảo, thì anh Thắng có đề nghị là chương trình tuần này chúng tôi mặc trang phục làm sao đó để nó biểu tượng được một cái nóng và một cái lạnh của băng hỏa đảo. Chúng tôi về nhà tìm mãi mới ra được cái áo Northfest, tức là nói về một cái phần nào đó của Bắc Cực. Còn anh Thắng thì chọn một cái áo màu xanh có những cái đống lửa ở giữa, chứng tỏ rằng có đi băng hỏa đảo thật. Giờ hỏi thăm anh là kỳ trước chúng ta đang nói dở dang về cái thủ đô, tên khó đọc đó là cái gì? Reykjavik anh. Reykjavik. Tiếng Nga phải không? Không, là tiếng của họ, okay. Tiếng Iceland. Ngoài cái thủ đô ra đi xem cái gì? Thực sự thì ngay thủ đô thì chúng ta có thể đến thưởng thức được những cái kiến trúc của cái vùng đất băng hòa đảo, và đồng thời ở đó tất cả sắc dân đều tụ về đó, thành thử nó tạo ra một cái văn hóa của họ. Thành đã có thể chúng ta đi thăm cái khu vực mà coi như cái quảng trường, trong đó có cái nhà thờ chính của thành phố, trong đó có những cái bảo tàng, và họ xây dựng ra đó là mục đích để lôi kéo du khách đến. Thành ra những hotel đều nằm tập trung về khu vực city center, và ở đó chúng ta có đầy đủ tất cả những cái tiện nghi cho một cái chuyến du lịch đến băng hòa đảo, đến Iceland. Và ở đó thì vào những ngày mùa hè đó, thì cái con phố chính để mà đưa quý vị du khách đi dọc theo các con đường để mà biết những cái shopping, những cái tiệm bán hàng kỷ niệm, thì đó cũng là một cái thú của cái thành phố Reykjavik mà chúng ta ghé qua. Nhưng mà sau cái thủ đô đó, chúng ta phải nói thêm, nó là những tất cả những thắng cảnh thiên nhiên đó đều nằm ở phía ngoài, ít nhất nó cách thủ đô Reykjavik khoảng 70 cây số. Và nếu chúng ta đi xe thì khoảng 1 tiếng đồng hồ chúng ta đến thăm một số những cái thắng cảnh mà bắt buộc người du khách muốn hiểu về Iceland là phải thưởng ngoạn. Nhất là về thứ nhất là cái phần đất mà gọi là nơi cái vách núi và cái lòng biển ở phía cái hai lục địa mà tôi có dịp trình bày trong cần ly dị với nhau đấy. Đó, đang từ từ ly dị nhau. Âu Châu với Mỹ Châu ly dị nhau giống như bây giờ vậy anh. Thì sau đó thì chúng ta thưởng thức được cái điểm đẹp của cái vùng đất đó. Và mặc dù là cái phần đất đó ít người biết đến, ngày xưa người ta không biết đến, nhưng mà những cái bộ tộc mà ngày xưa người ta tụ tập lại, người ta tạo ra cái gọi là phần đất Iceland bây giờ đó, thì cái lịch sử của họ là thành lập đất nước Iceland là từ ở đó luôn. Thành ra đó là cái điểm mà chúng ta phải đến để biết được cái thứ nhất là lịch sử, cái thứ hai là cái thắng cảnh thiên nhiên, và cái thứ ba là cái phần địa chất tách rời nhau. Thì đó là một cái khu vực Pink Valley, nó gọi là Pink Valley. À, và sau đó thì chúng ta đến đó thì chúng ta nhất cũng phải mất nửa buổi rồi. Và sau đó thì anh có dịp đi đến thăm những cái vùng đất như là đi thăm cái Geyser. Geyser thì tôi dùng chữ Geyser đấy. Chứ phải liên quan đến Nhật, Geyser. Chứ về Geyser nha. Không phải Geyser. Không. Geyser là cái ở Hoa Kỳ của chúng ta. Ở đây chúng ta có Yellowstone. Anh Thái có dịp đi Yellowstone chưa? Anh có nhìn những cái geyser nó phun nước lên chưa? Tức là cái suối nước không? Suối nước nóng. Thì cái geyser đó là tại sao nó lập ra những cái đó? Tất cả đều nằm ở những cái vùng gọi là có núi lửa hoạt động. Thì thường thường nó tạo ra những cái hồng ở trong cái lòng đất. Và trong cái những lòng đất đó nó hồng cái lỗ lơ, cái giống như cái bình rượu ở đây anh nấu trà đó, bình trà đó. Thì khi nước ở ngoài nó nhập vào đó và nó bị cái hơi cái địa nhiệt nó đun nóng lên. Và khi nóng lên thì cái áp suất nó bắt đầu nó ép. Và khi nó ép đủ đó thì nó phun ngược lên, nó phải bắn trào ra khỏi. Khi nó bắn trào như vậy thì nó gọi là nó ra những cái geyser, nó phun nước. Thì đặc biệt là ở ngay Iceland nó có những cái khu vực geyser như vậy. Geyser thì ở ngay chỗ Reykjavik chúng ta đi khoảng 80 cây số chúng ta cũng gặp một cái. Chúng ta đi về cái cực bắc của nó cũng có những cái geyser rất là đẹp, rất là lớn.
Thế tuy nhiên thì ở đây cái geyser này bây giờ nó tương đối những thập niên về sau này nó hoạt động ít hơn. Nhưng mà cứ mỗi lần tôi có dịp đến qua những video clip, quý vị có thể nhìn được cái cách hoạt động của các cái geyser đó. Nó phun nước và cứ chừng 20 phút, 30 phút nó phun lên một lần. Và dĩ nhiên bây giờ nó phun không có cao được như ngày xưa nữa. Nó phun có thể từ 15 đến 20 mét thôi. Nhưng mà ngày xưa có là trong cái history của nó đó, trong cái lịch sử về các geyser ở đây, nó phun cao tới hơn 170 mét này. Thành ra chúng ta biết 170 mét là cái phun rất là mạnh. Thành ra đó là một trong những cái địa điểm khác mà chúng ta có thể đến để mà thưởng thức. Dưới những cái suối nước nóng đó là geyser đó của bên Iceland và của Yellowstone bên Mỹ đó, thì cái nào trông hùng tráng hơn? Yellowstone là cái thứ gọi là tuyệt của thế giới. Đứng number one của thế giới. Tức và đó là một địa danh mà chúng ta ở Hoa Kỳ mà anh Thái chưa đi Yellowstone là cũng thòm thèm lắm mà chưa có được gì. Là chúng ta thiếu sót rất là lớn. Tại vì đó là một cái geyser được giống đầu nhất của thế giới. Của là Yellowstone của Mỹ đó. Của Mỹ đó. Ở nước Hoa Kỳ chúng ta có rất là nhiều địa danh về thiên nhiên. Đứng toàn là thứ nhất với đến thứ 10 trên thế giới. Thế nhưng bên Iceland cái geyser đó không sánh được với bên. Anh đi Chile anh cũng gặp những cái geyser. Tại vì nó là khu vực của núi lửa. Thế tuy nhiên thì đối với trong cái các gọi là hệ thống phun nước từ cái hơi nước nóng nhiệt, địa nhiệt đó, thì Yellowstone number one. Và sau đó thì tất cả những cái khác ở Chile, rồi ở ngay Iceland, đó là những cái gọi là nhỏ hơn, nhưng mà trong cái lịch sử của nó cũng rất là nổi tiếng. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ tiếp tục với anh Trần Nguyên Thắng của AT&T Travel and Tours về cái đề tài Iceland, tức là băng hòa đảo, sau ít phút thông tin thương mại. Tiếp tục chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng của AT&T Travel and Tours. Thưa anh Thắng, thường thường mình đi tới một quốc gia nào để mình đi thăm, đi du lịch đó, thì mình nên tìm hiểu cái thực phẩm tại nước đó. Vậy thì tôi đưa thí dụ thôi ạ. Người Mỹ họ qua Việt Nam họ chỉ đi tìm McDonald's với hot dog thôi thì họ sẽ không bao giờ biết món phở, hủ tiếu, bún bò, tiết canh của Việt Nam cả. Thế thì bây giờ một đoàn du lịch Việt Nam, anh Dương hướng dẫn chẳng hạn, đi qua bên Iceland thì kiếm món gì mà ăn? Để về còn nói mọi người rằng tôi đi Iceland rồi. Hải sản. Tuyệt vời. Dĩ nhiên trong các phần ăn của văn phòng đó, thì văn phòng đã có chọn những cái... Văn phòng tức là văn phòng... AT&T Tours đó. Thì chúng tôi đã chọn những cái món ăn hải sản. Và những cái bữa ăn như vậy, du khách không quên được cái ngon của cá. Cái đặc biệt về cái cách làm cái món hải sản như thế nào để mà ăn gọi là tiêu biểu của Iceland. Tiêu biểu của Iceland. Thí dụ là cái gì? Gọi là nếu mà nói cái tên thì tôi không nhớ được. Nhưng mà nếu mà nói món ăn á, thì cá... hoặc là những cái món hải sản đã được làm thành những cái món trước khi anh ăn á, thì người ta gọi là ăn khai vị đó, thì họ làm rất là ngon. Và cả một đoàn như vậy không một người nào có thể gọi là không khen cả, ai cũng khen và nói tại sao nó ngon như vậy được. Tại vì ngay ở Mỹ chúng ta ăn cũng chưa thấy cảm thấy ngon như vậy. Và dĩ nhiên đó là những cái phần đặc biệt của bên Iceland. Còn dĩ nhiên cái tất cả những món khác đấy, trong cái lịch quá trình thành lập đất nước Iceland thì họ chỉ phát triển về kỹ nghệ du lịch trong những thập niên gần đây thôi, khoảng 20-30 năm trước thôi, chứ trước đó thì ít người biết về Iceland rất là thành thử. Và dĩ nhiên khi mà biết như vậy thì là người ta đã du nhập những cái văn hóa ở bên Âu Châu nhiều. Iceland là một trong năm xứ của Scandinavia. Chúng ta phải nói rõ là Scandinavia thì tôi dịch ra chữ Bắc Âu đó, thì Bắc Âu thứ nhất là còn Finland, thứ hai là Sweden, là Thụy Điển, thứ ba là Norway, là Na Uy, thứ tư là Denmark, tức là Đan Mạch, và thứ năm Iceland, tức là băng hòa đảo. Và đó là năm xứ nó có liên hệ cái gọi là cái văn hóa Viking với nhau. Và dĩ nhiên trong cái văn hóa Viking thì họ ít nhiều cũng có những cái điểm chung về ẩm thực. Nhưng mà dĩ nhiên bây giờ thì với cái lượng du khách đổ dồn về Iceland nhiều như vậy đó, thì dĩ nhiên những cái phát triển về những cái món ăn của Anh, của Pháp, của những cái xứ Bắc Âu đều du nhập vào đó. Thành ra chúng ta ăn cái gì ở đó cũng có hết. Ngay cả Việt Nam, phở cũng có. Nhưng mà dĩ nhiên thì nói ngon như ở bên Hoa Kỳ của chúng ta thì tôi không tin là ngon được hơn bằng của Hoa Kỳ. Thế tuy nhiên mà đôi khi không có thì nó vẫn có còn hơn không, đúng không anh?
Tôi thú thật với anh rằng tôi cũng được đi một vài nơi và đi ăn phở thì những nơi đó thì thường thường cảm tưởng của mình như là mình đang ăn bún bò vậy. Viking tức là một cái nền văn hóa mà tàu biển của những cái dân tộc mà họ đi lênh đênh trên biển. Trên biển. Sống và thậm chí còn cướp bóc lắm họ. Dạ, tại cái đó thì chúng ta nghe nói tới thôi. Nhưng mà thực sự chúng ta tìm hiểu về Viking, chúng ta đi sang Na Uy chẳng hạn, Norway, chúng ta tìm hiểu về Viking thì họ cũng là một cái dân là cái sự sống của cái sinh sống của họ là nghề cá, về nghề biển. Thành ra họ đã đi đến đâu, nhưng mà chính họ là người đã tìm ra châu Mỹ chứ không phải Columbus nha. Đó. Thành thử chúng ta càng đi xa, chúng ta càng học và hỏi nhiều và chúng ta càng ngỡ ngàng với những cái khám phá mới của khoa học. Là chúng ta tưởng ngày xưa là như thế này, nhưng thực sự bây giờ khoa học đã chứng minh ngược lại là không hẳn như vậy. Thì anh Bia, trở lại những cái điểm chính khi mà đi du lịch Iceland thì nên đi những điểm nào nữa? Thì chúng ta có thể đi những cái thác nước. Có những cái thác nước gọi là rất là đẹp. Và dĩ nhiên nó không có hùng vĩ như Niagara Falls, nó không có hùng vĩ, nó không có thể thoáng rộng như cái Iguazu Falls ở bên Brazil với Argentina. Nhưng mà ở Iceland, tất cả những cái thác nước mà chúng ta xem đó là những cái nước nó tan từ những cái băng tuyết này, nó đổ xuống và trở thành những thác nước. Và dĩ nhiên những cái thác nước đó qua những cái video clip chúng ta gửi đến quý vị xem, quý vị có thể hình dung được. Không phải chỗ nào cũng có những cái thác nước được như vậy. Để chúng ta có thể gọi là một cách đi gần đến nó và chúng ta có thể gọi là sinh hoạt với nước. Dĩ nhiên nó không có đủ lớn để mà các thuyền bè chạy vào, nhưng mà nó đủ một cái lượng nước và đủ cái đẹp để cho chúng ta đứng nhìn cả một cái view không gian. Thì cái đó là Iceland rất là đẹp và rất là thoáng rộng vào mùa hè. Thưa anh, chúng ta chỉ còn ít phút trong chương trình ngày hôm nay thôi. Nghe anh diễn tả như vậy tôi cũng muốn đi Iceland lắm, nhưng mà muốn hỏi thăm anh rằng sắp sửa tới những tháng cuối năm vân vân và mùa hè của sang năm nữa thì văn phòng của anh sẽ tổ chức đi những nơi nào? Qua cái hình ảnh của những quý vị, có thể qua những hình ảnh video clip mà chúng tôi đã gửi đến, thì mùa hè thì tôi vẫn có một cái ý tưởng là quý vị nên ghé qua Iceland, Ireland và Scotland. Đó là ba cái đất nước nằm về phía bắc của Âu Châu. Ba nước là Iceland, Scotland và Ireland. Ireland. Tiếng Việt Nam mình gọi là băng hòa đảo Tô-Két-Lan và Ai-Nhĩ-Lan. Đó là ba đất nước, nó có những cái điểm thoải mái cho mình và một cái chuyến đi như vậy nó làm cho người du khách không có quá mệt, nhất là vào mùa hè nữa. Mất bao nhiêu ngày? Thì 2 tuần này. Tất cả 10, cái chuyến đi 15 ngày. 2 tuần. Dạ, 14-15 ngày. Cái chuyến kế tiếp của anh sẽ đi là ngày bao? Chúng tôi sẽ đi, nếu mà Iceland thì chúng tôi sẽ tổ chức tiếp vào mùa hè sang năm. Tại vì qua những mùa đông thì dĩ nhiên rất là tốt để cho người nào thích thú về những cái không gian như đi, anh nói đến Iceland, anh nghe nói đến là cái Northern Light, tức là cái ánh gọi là cực quang ban đêm ở phía bắc đó. Thế tuy nhiên mà tôi phải nói thêm, cái này nói rất là thành thật là cái đó rất là đẹp. Thế tuy nhiên để mà được thưởng thức cái đó không phải dễ. Tại sao vậy? Tại vì thế này, chúng ta đến và dĩ nhiên cả đêm đó là cái đêm mà nó không không khí không được tốt chẳng hạn, hoặc là có những cái điều kiện khác nhau, thành ra chúng ta không nhìn thấy được. Và dĩ nhiên thì chúng ta đi một cái tour như vậy, thường thường họ lúc nào họ cũng biết là khó nhìn. Thành ra cái một cái excursion tour đó người ta cũng offer cho mình là nếu xem lần này không được thì lần sau được xem, nhưng mà chỉ trong vòng một năm thôi, còn cái đó là quý vị mất hết. Thưa khán giả, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình với anh Trần Nguyên Thắng trong những tuần lễ sắp tới. 30 giây còn lại, anh có điều gì muốn nói với khán giả của Người Việt TV? Iceland là một đất khu vực mà tôi nghĩ là rất xứng đáng để cho quý vị có thể đến thưởng ngoạn đất nước này. Và dĩ nhiên thì tùy theo cái độ chiều lạnh của chúng ta, mỗi một mùa nó đều có, tôi đến với tháng 1 rồi, thành ra tôi biết cái độ lạnh của nó. Nhưng cái tháng 1 mùa đông có những cái đẹp của mùa đông, mùa hè có những cái đẹp của mùa hè. Và dĩ nhiên thì băng hòa đảo là chỉ có núi, tuyết và biển. Chúng tôi dùng cái lời chia tay của dân tộc Israel, tức là Do Thái, để chia tay anh Trần Nguyên Thắng và quý khán giả của Người Việt TV Online. Shalom, shalom, shavarim. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.